quý vị và các bạn, hiện nay thì tất cả những cái trang tin lớn nhất tại Đông Nam Á đều tập trung hết vào cái cuộc đại chiến giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vào lúc 19:30 tối ngày hôm nay. Trong đó thì nhiều tờ tin rằng là đội tuyển Việt Nam sẽ tiến vào trận chung kết. Trang Asian Cup 2023 của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC có đăng một dòng trạng thái chúc mừng Giáng sinh, thế nhưng với hình ảnh đó là U23 Việt Nam quật cường hạ các ông lớn Iraq, Qatar để vào chung kết năm 2018. Và đây cũng là thông điệp khích lệ những chiến binh sao vàng trước trận bán kết vào lúc 19:30 ngày hôm nay. Và trên kênh ESPN, cây bút Grimentan chuyên về bóng đá khu vực Đông Nam Á và Đông Á đã nhận định về cơ hội lật ngược thế cờ của thầy trò Min Pauser, và trong đó ông nhấn mạnh đến cái tinh thần là cái thứ vốn luôn là điểm tựa lớn nhất dành cho đội tuyển Việt Nam trong những năm vừa qua. Với ý chí và quyết tâm thì không gì được không thể cả, tinh thần là yếu tố mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam. Và có thể tin rằng họ sẽ không lùi bước và sẽ làm tất cả những gì có thể để giành lại cơ hội tiến tới vào trận chung kết sau khi đã thua với tỷ số 0-2 trước trận lượt đi với đội tuyển Thái Lan. Các nhà đương kim vô địch đang có niềm tin và nó có thể giúp cho họ vượt qua được ngọn núi phía trước, bởi trong bóng đá không gì là không thể. Đó là những gì mà cây viết Grimentan, một cây viết rất nổi tiếng tại châu Á, có chia sẻ. Hơn nữa thì cũng theo cây viết này, anh có nói rằng là trình độ giữa hai bên là ngang nhau. Do vậy khác với những năm trước thì lần này đội tuyển Việt Nam có cơ sở để vượt khó thành công. Với trình độ ngang nhau như thế này, trong khi cách biệt tỷ số chưa thực sự là quá lớn, thì cuộc đối đầu tại trận bán kết giữa Việt Nam và Thái Lan hứa hẹn còn khốc liệt hơn rất nhiều. Và nếu như đội quân của ông Park Hang-seo nhập cuộc với sự tự tin lớn như đã tuyên bố trước trận, thì chúng ta có thể kỳ vọng rằng họ sẽ thắng và sẽ lội được dòng. Trong khi đó thì tờ Bola của Indonesia có nhận định rằng thất bại trước Thái Lan trong trận lượt đi đã đẩy nhà đương kim vô địch Việt Nam vào một thế vô cùng khó khăn. Thế nhưng mọi thứ thì vẫn còn ở phía trước. Những tranh cãi ở trận lượt đi sẽ là thứ gia vị thú vị để cho trận đấu lượt về này. Ngoài ra, cuộc chiến giữa hai đội ở khu vực giữa sân chắc chắn cũng sẽ là rất quyết liệt, bởi hai đội tuyển của Việt Nam và đội tuyển Thái Lan hiện nay đều sở hữu những tiền vệ rất giỏi, rất kỹ thuật. Thế nhưng có thể tin rằng đội tuyển nào có tinh thần tốt hơn thì đội do đó sẽ chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Đó là những gì mà tờ Bola của Indonesia có nhấn mạnh. Và trong trận đấu ngày hôm nay thì thầy Park lo rằng cầu thủ hai đội sẽ tiếp tục bốc hỏa. Ông Poking thì choáng váng thức suốt cả 20 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, Bình Luyện Quang Huy cũng chờ vào những Quang Hải, Hoàng Đức sẽ tỏa sáng trước người Thái Lan. Và thông tin tiếp theo nữa đó là trường đoàn của bóng đá Thái Lan dành sự tôn trọng và tin tưởng cho cầu thủ số 12. Và kính thưa quý vị, hiện nay dù đang nắm lợi thế thượng phong trong thắng với tỷ số 2-0 trong trận bán kết lượt đi của AFC Super Cup, nhưng Thái Lan vẫn quyết tâm không để cho đội tuyển Việt Nam lật ngược thế cờ trong trận đấu diễn ra vào lúc 19:30 tối ngày hôm nay, ngày 26 tháng 12. Và theo chia sẻ của huấn luyện viên Poking, đấu pháp mà đội tuyển Thái Lan dùng để chế ngự đội tuyển Việt Nam ở hiệp 2 của trận đấu lượt đi sẽ không được áp dụng trong cuộc chạm trán tối ngày nay. Chúng tôi biết rằng Việt Nam đã mất 2 trong số 4 trung vệ tốt nhất. Vì vậy có thể họ sẽ để hậu vệ cánh dâng cao hơn hoặc sẽ có các yếu tố khác. Về phần mình thì chúng tôi cũng cần phải xem xét điểm mạnh và chắc chắn rằng Thái Lan sẽ không chơi giống như cái cách mà chúng tôi đã thực hiện ở trong hiệp 2 ở trận lượt đi. Tôi không hài lòng với thế trận mình đã quyết định ở trong hiệp 2. Điều đó khiến cho Thái Lan ép sân nhiều hơn, đối mặt với nhiều rủi ro và rất mạo hiểm trước sự tấn công của Việt Nam. Và ông này cũng nói rằng là ông ấy đã làm việc suốt đêm để dự tính xem là Việt Nam sẽ chơi như thế nào và làm thế nào để Thái Lan có thể vô hiệu hóa mối đe dọa từ các chiến binh chào vàng. Tôi đã không thể ngủ được mà tôi đã làm việc suốt 20 giờ đồng hồ để phân tích tất cả những kịch bản có thể xảy ra. Điều quan trọng nhất đó là Thái Lan đang dẫn trước với tỷ số 2-0 và đó là tỷ số không an toàn. Nếu đội tuyển Việt Nam ghi bàn được thắng trước thì họ sẽ lấy lại được sự tự tin. Chúng tôi phải tập trung trong suốt cả trận đấu mà không để thủng lưới bàn nào cả. Chanathip đã giúp nâng tầm trận đấu của đội tuyển Thái Lan kể từ khi anh ấy đến đây và có mặt. Tầm ảnh hưởng của anh ấy thực sự là rất lớn trong trận bán kết lượt đi và tôi hy vọng một màn trình diễn tương tự của Chanathip trong trận lượt về. Còn đối với đội tuyển Việt Nam thì Min Pauser cũng đang tỏ rõ quyết tâm và tuyên bố trước trận đấu như một cuộc đại chiến, và đó sẽ là cuộc chiến hấp dẫn nhất. Giống như một cuộc chiến, thế nhưng đó là cuộc chiến hay nhất và hấp dẫn nhất, không dễ dàng dành cho Việt Nam trong trận đấu lượt về. Chúng tôi phải nỗ lực hết mình, thế nhưng không cần quá nóng vội, gây ảnh hưởng đến cục diện. Và dự cảm những tình huống đột xuất có thể xảy ra giữa hai đội, cho nên là huấn luyện viên Park Hang-seo cũng kêu gọi rằng trọng tài cần phải cố gắng kiềm chế những cái đầu nóng có thể bốc hỏa của những cầu thủ bên phía hai đội. Và dự đoán là trận đấu ngày hôm nay, Bình Luyện Quang Huy cũng rất mong chờ vào những Quang Hải, những Hoàng Đức sẽ tỏa sáng trước đội tuyển Thái Lan.
Vinu Quang Huy cho rằng Quang Hải và Hoàng Đức chính là những tên sẽ tỏa sáng trong trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan ở trận bán kết lượt về vào tối ngày hôm nay. Tôi chờ đợi sự đột biến tới từ Quang Hải và Hoàng Đức. Quang Hải luôn cho thấy cái khả năng tỏa sáng của mình trong các trận đấu lớn và vẫn biết rằng Quang Hải nguy hiểm. Nhưng cầu thủ này luôn đá thoát ẩn phát hiện nên rất khó có thể đối phó được. Hoàng Đức chưa phải tuyển thủ Việt Nam tại AFCON 2018, giải đấu mà chúng ta vô địch. Tuy nhiên Hoàng Đức cũng đã tiến bộ rất nhiều và đã giúp cho đội tuyển Việt Nam chúng ta chuyển đổi tốt và tạo ra hy vọng. Đó là những gì mà Vinh Quang Huy chia sẻ trước trận đấu Việt Nam và Thái Lan ở trận bán kết lượt về của AFCON 2020 vào tối ngày hôm nay, ngày 26 tháng 12. Quang Hải là cầu thủ nổi bật nhất bên phía đội tuyển Việt Nam ở trận đấu bán kết lượt đi. Không chỉ có hai tình huống sút bóng dội cột dọc xà ngang, Quang Hải còn có hai lần chọc khe rất nguy hiểm dành cho Phan Đức cũng như là Hà Đức Trinh đối mặt với thủ môn Chát Trai bên phía đội tuyển Thái Lan. Và thời gian bù giờ ở hiệp 2, tiền vệ sinh năm 1997 cũng đã bị truy cản trong vòng cấm, thế nhưng trọng tài đã không cho đội tuyển Việt Nam được hưởng một quả phạt đền. Và trận tái đấu vào tối ngày hôm nay thì Quang Hải sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng trong trận đấu hàng công Việt Nam phải ghi ít nhất là 2 bàn để chúng ta có thể nuôi hy vọng. Mà ngoài ra thì Ron Parser cũng cần Hoàng Đức chơi đúng với phong độ của mình. Mà từ trận gặp Malaysia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 thì đến nay Hoàng Đức đã tiến bộ thần tốc và trở thành trụ cột lưới tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam. Và bên cạnh chờ đợi sự tỏa sáng thì tuyển Việt Nam cũng cần phải tiếp cận một trận đấu một cách hợp lý nhất để chúng ta có được lợi thế trước đội tuyển Thái Lan. Và Vinh Quang Huy có nhấn mạnh rằng đội tuyển Việt Nam trước tiên là lên đá an toàn. Trung vệ Thái Lan tương đối chậm cho nên Việt Nam có thể khai thác được. Thái Lan cũng không phải là đội bóng có khả năng chơi từ thủ mà chúng ta cứ chơi từ từ thôi, họ sẽ phải dồn lên. Mà cách đá của Thái Lan luôn đó là đôi công, áp đặt. Họ đang muốn thắng Việt Nam thêm một trận nữa cho nên họ sẽ không cầu hòa đâu. Và đội tuyển Việt Nam cứ từ từ mà đá theo kiểu của mình mà thôi. Và bên phía đội tuyển Thái Lan thì vị trưởng đoàn có biệt danh là Madam Prang, một bà nữ tỷ phú của Thái Lan, cho biết rằng ở trận lượt về thì Thái Lan không được bất cẩn và phải chơi chặt chẽ nhất có thể. Ở trận đấu đầu tiên chúng tôi đã làm tốt hơn và đây là coi trận đấu quyết định rất mạnh mẽ. Có 2 đến 3 cầu thủ của đội ta phải kiểm tra lại thể lực sau trận đấu lượt đi mà ai cũng biết rằng đội tuyển Việt Nam sẽ quyết đấu để giành chiến thắng và lọt vào trận chung kết. Thế nhưng đội của chúng tôi cũng đặt mục tiêu đó là giành chiến thắng. Đây là một trận đấu rất quan trọng mà chúng tôi sẽ làm hết sức và thậm chí phải chơi dưới áp lực lớn. Nhưng ai cũng muốn xuất phát bằng cả trái tim và muốn mình vươn lên trở thành vua của Đông Nam Á. Mà bà Madam Pang lại cũng dành sự tôn trọng đến cầu thủ số 12. Và đó là những cổ động viên đã tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Thái Lan trên sân đấu quốc gia Singapore và fan Thái Lan tại quê nhà. Và mới đây thì bà này có nói thêm rằng Pang dành sự tôn trọng cho tất cả những cầu thủ thứ 12 vì tinh thần sự cổ vũ của các cổ động viên bóng đá trên sân đấu quốc gia Singapore cũng như là các cổ động viên tại Thái Lan. Nó đã tạo tiếng vang lớn trong lòng người bóng đá, ban luyện và trong đó có cả Pang. Mà nó sẽ là nguồn động lực để cho toàn đội chiến đấu vượt qua mọi trở ngại và mang lại hạnh phúc của mọi người. Hiện nay thì các bên cũng đang rất tự tin để hướng đến một kết quả chiến thắng trước đối thủ. Và đương nhiên chúng ta cũng đang mong muốn sẽ có một chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan trong trận đấu vào tối ngày hôm nay. Và hy vọng rằng thầy trò Vinh Quang Huy sẽ thành công với nhiệm vụ của mình. Vâng, và tới đây thì bản tin của Tuổi Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tuổi Bóng Đá.